cả nhà đi đi tới chợ Việt Nam nhá. Hello. Cả nhà đi thăm chợ Việt Nam nhá. Có bị tối không các bạn ạ? Tại vì mình muốn mình thấy hôm nay trời gió quá, vừa đi gió nó thổi nghiêng cả người luôn. Mình muốn livestream xem nó có cái gì không. Có tối không các bạn ơi? Tại mình nhìn có bị tối không qua. Chở các bạn đi một vòng chợ Việt Nam. Bây giờ mình vừa từ Sunshine mình đi ra Sun Open xem có anh chị bác que nào muốn đánh nhau tới để đánh nhau. Người Úc, người chống cộng ở Úc này khốn lắm, không như ở bên Mỹ đâu. Bên Mỹ thì nó tụ tập đông với nhau xong rồi nó bắt nạt người ta. Bên này ở mỗi nơi một chỗ mà chả ai người ta quan tâm đến cái cộng đồng đấy đâu. Chỉ mấy ông bà già không có chỗ chơi đến đấy tụ tập, rồi nghe mấy cái thằng chủ tịch cộng đồng băng đảng cộng đồng nó dạy dỗ, rồi nó nhồi sọ, rồi nó lệnh bợ, rồi có tiền để cho nó, rồi nhiều người người ta buồn người ta hay đi đại nhạc hội, đi chơi, đi nhậu nhẹt, nó kiếm tiền ở cái chỗ đó đó. Mấy giờ mà tối thế? Ồ, tối hả? Bị tối hả? Ừ. Bây giờ là 2 giờ nhưng mà chắc cái phone của Lisa nó để cái ánh sáng nó không được đẹp quá. Chứ không phải tối đâu, để mình đến đèn đỏ mình cho nó sáng lên tí. Bây giờ mình đang chạy xe mà mình không được thắt cái không được sờ vào cái phone. Chứ không phải trời tối đâu, tại vì cái phone của mình á. Cho cái này nó nhiều khi nó phản ánh sáng đó. Cái ánh mặt trời nó ở đằng kia. Thế rảnh tối chỉ có đi lượn vòng vòng này thôi. Có cái gì là lại đi. Đi lung tung quen rồi thôi. Hôm nay trời gió dã man luôn. Lạnh, gió to. Là con đường đang tới chợ Việt Nam nhé. Chạy 70 nó lại chụp cho một phát. Nó chụp và nó không, mình không biết nó chụp vào từ chỗ nào cơ. Máy ảnh nó đặt lung tung. Gió dã man chưa? Vừa nãy nghe nó đi ra ngoài nó để mình đổ ở bên cạnh đường này, mình chỉnh cái. Sáng tí chưa các bạn ơi? Sáng tí không? Nó bị phản ánh sáng rồi. Như thế này không? Đó, như thế này được không? Sáng chưa?
Ok, một tí hả? Đỡ một tí. Gió nó vù 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 vù. Kinh quá. Nó bị phản ánh sáng nha các bạn. Mới đi ra nó thổi nghiêng người mình luôn, nó mình sợ quá. Bỏ tôi chui vào trong xe xong này quay xem nó có cái gì không. Ghê quá. Hôm nay gió to lắm. Trời thì lúc nắng lúc mưa ở Melbourne này nó vậy đó. Nó gọi là sáng nắng chiều mưa trưa râm râm. Trời đẹp không? Nắng đẹp không? Cái góc kia nó có ánh sáng, trời nó đẹp luôn. Come on, come on. Đi lên một tí cho tớ nhờ một tí. Cái tầm này mấy giờ? Chưa đến giờ người ta đi làm về mà. Bây giờ mình chở các bạn tới tới chợ Việt Nam nhá. Việt Nam. Để các bạn xem. Mình phải nói Việt Nam, không nói Việt Nam nó bảo mình nói ngọng. Bọn nó hình như nó chưa bao giờ nó đi ra khỏi cái quê của nó hay sao. Chả hiểu gì cả, người người miền Bắc ở đây đôi khi phải nói theo họ để cho họ hiểu. Nhiều người người ta không hiểu, nhưng mà mình thắc mắc cái là nhiều khi họ nói họ không hiểu tiếng Bắc, thế khi họ học học trên sách vở họ học bằng giọng gì, có phải chữ V là chữ V là chữ D không? Xong rồi mình nói ở trên này, xong rồi mình nghe thấy nhiều người nói rồi, ôi rồi con Lisa nó nói ngọng chữ L nó nói thành chữ N, nói là cái gì. Thì mình hỏi mấy cái người đó nhá, mình không có nói phân biệt vùng miền, nhưng mà mình hỏi riêng những cái người đó khi nói tiếng Việt Nam á, nói Việt Nam hay là nói Việt Nam hả, nói du du kích hay là nói du kích, nói phục kích hay là nói phụt kích, đừng có phân biệt vùng miền ấy kiểu như vậy. Ok, những cái thằng nào mà thích phân biệt vùng miền ấy để tớ nói cho mà nghe. Chào chị. Nhiều khi anh phải dạy mấy cái người đó, người ta không hiểu thì hỏi lại lịch sự, nói cái đó là cái gì. Nhiều cái người Việt Nam, người miền Bắc không hiểu được tiếng miền Nam bởi vì trong sách vở không có. Còn người miền Nam phải hiểu tiếng miền Bắc tại vì học bằng tiếng Bắc, chứ không ai dạy là Việt Nam cả. Việt Nam vờ 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 chữ vờ chứ không phải chữ giờ. Hai tay dang rộng bằng vai chứ không phải hai tay dang rộng bằng dái. Đi vái chùa chứ không phải đi dái chùa. Ok, thằng nào là thằng nói ngọng, sai mà sai không chấp nhận được. Ok, khi mà người ta nói là chữ N với lại chữ L, ví dụ như nói là lói hay là nói thì có thể chấp nhận được, nhưng mà vái với lại dái á, hai cái đấy nó khác biệt nghĩa nhau hoàn toàn, thì thằng nào là thằng nói sai. Thích 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 nói mình nói ngọng nữa. Ê xa xin đây đi à, vẫn tối đâu có, đây là đây nó phản ánh sáng đấy, nó đây nhá, là chợ Việt Nam, khu chợ Việt Nam nha các bạn. Nó cái ánh sáng nó bị phản đó.
giờ cái thằng kia phóng nhanh đấy, từ từ rồi mày. Suýt nữa thì nó đâm vào mình đấy. Như thế này thì nó sáng đúng không? Tại vì nó bị phản ánh sáng. Mình ở Melbourne chứ không phải ở Sydney. Đây là một cái khu chợ nhiều người Việt Nam mở ở đây, mở tiệm ở đây. Và cũng có rất nhiều những cái cô bác mà trồng cây ở nhà đấy, xong rồi mang ra đây bán, trồng những cái cây cối, những cái cây cảnh ớt ung rồi tỏi tung rồi mang ra đây bán. Hôm nọ ông huyện nhà mình ông bảo chứ, ông chọc ông treo mình, ông bảo chứ nhà nhiều đất như này á, học mấy bà đi trồng ớt trồng gì á, xong mang ra bán đi, đây có chỗ đỗ. Cái anh kia anh không đỗ, hay thế, mình sao lucky thế nhở, may mắn thế nhở. Hôm nay đi chỗ nào cũng có chỗ đỗ xe, không phải đợi. Thank you very much. Thôi đấy, mọi người nhìn nhìn qua qua đây nhá, mình đến nơi rồi. Tùy theo từng giọng không thể nói. Tùy theo từng giọng không thể nói mình đúng hoàn toàn. Nó thuộc danh từ địa phương chúng ta chấp nhận để chứng tỏ chúng ta không tụt hậu đối với họ. Nói chung là cái vùng miền thì ai nói kiểu gì mà kệ người ta, làm sao cứ phải cười. Đúng không? Những cái người Trà Cổ hay là những cái người Nghệ An, Thanh Hóa này kia, mỗi một vùng miền nó có một cái giọng nói khác nhau. Người Hà Nội là thủ đô ấy mà nói, người ta vẫn có cái giọng nhè nhè của người ta. Ví dụ như em kể chuyện anh nghe nhé. Nên là cái người đó mặc áo kẻ đó, cái người đó mặc áo kẻ đó, cái giọng của người ta là như vậy. Nhưng mà mấy cái thằng ấy này cứ tỏ vẻ ta đây là có học cơ này, nó cười cái kiểu con bé đó nói ngọng. Như thế nào là nói ngọng? Nói ngọng là cái người ta không nói được cái chữ đó, tại vì cái mồm, cái bệnh của người ta, cái lưỡi của người ta không nói được cái chữ đó thì gọi là nói ngọng. Ngọng nó là một cái bệnh. Còn nói sai, phát âm sai nó này là một cái khác. Mà người Hải Phòng chuyên môn có cái tật là hay trêu mấy cái đứa trẻ con ấy. Ví dụ nó nói cái gì là cứ dùng cái tiếng của trẻ con nói ngọng á, xong rồi nói lại với nó. Thế xong rồi nó lại quen đi. Mình không có chê trách những cái người, giống như không phải là phân biệt vùng miền, nhưng mà nhiều những cái người á, họ có những cái thái độ, cái kiểu như là chế nhạo người ta nói ngọng, nói hay là nói sai, hay là một cái lý do gì đó. Cười người ta chỉ có LN mới N thôi, cười cái gì? Hả? Cái gì là gọi là gọng ngọng? Thế các vị nói mấy cái thằng ấy mà nói người ta nói ngọng ấy, thử nghĩ lại xem mình nói đã đúng chưa? Hả? Cái vùng này là toàn người Việt, nhiều người Việt Nam lắm. Việt Nam rồi Trung Quốc rồi đủ các thứ. Ở đây mình gọi là đi shop tàu. Ok vậy nha các bạn nha. Tính là đi vòng vòng đây, nếu mà không có chỗ đỗ xe thì mình đi vòng vòng mới cho các bạn xem. Nhưng mà tại vì có chỗ rồi thì mình phải xiên luôn vào đây, chứ không thì lát nữa không có chỗ. Anh xã quốc tịch gì à? Quốc tịch làm sao? Quốc tịch Việt Nam à? Nên xã nhiều quốc tịch lắm. Trên quốc tịch có mấy cái người ngày xưa đe dọa mình là cái gì,
nó quốc tịch Việt Nam, nó đi tuyên thệ, nó phải thề trung thành với lại đất đất Úc này, nhưng mà nó nói xấu đất Úc thì kiện để đuổi nó về. Thế thì thử hỏi lại mấy cái bọn ba que đấy, chúng mày sang đây chúng mày nhập quốc tịch nào, chúng mày mà chúng mày cứ suốt ngày chúng mày ôm cái cờ cờ chết rồi á, thì là chúng mày có phải đi ngược lại với lại cái lời thề của chúng mày không? Ok vậy đi nhá các bạn, mình đi ra mua đồ ăn, bây giờ nào mua oxin rồi. Nâng cấp oxin, bye bye nhé.